Dạ, chị Nguyễn mến chào uh, quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã trả lời với kênh uh, nhà mình chánh uh, mới nhất của chị Nguyễn. Thì hôm nay chị Nguyễn lại uh, tiếp tục review và gửi đến quý anh chị mình một nền đất nằm ở phía sau chợ Trung Thành. Từ uh, nền đất của mình mình di chuyển ra chợ Trung Thành mất tầm khoảng chỉ có khoảng 700 m thôi nha quý anh chị. Thì ở đây dân cư ở full bích hết rồi. dân uh, cư thì ở rất là đông, công ty xí nghiệp thì cũng rất là nhiều luôn. Một khu công nghiệp uh, cầu tràm rất là lớn nằm ở ngay chợ Trung Thành luôn nha quý anh chị. Ở đây thì đất của mình là xe hơi mình đi tới đất nha, với diện tích đất là ngang 10m dài, chạy dài là 17m, gần 18m nha quý anh chị Tổng diện tích đất của mình là lên 136 mét vuông, thổ cư full 100% để gửi đến quý anh chị mình luôn Thì uh, trên sổ của mình là có hiển thị đường, ừ, hiển thị đường là lối đi luôn nha quý anh chị uh, Rất là đẹp luôn, cái nền đất này rất là đẹp luôn Thì ở đây á uh, mình di chuyển về các quận huyện như quận 7, quận 8 Nhà bè Bình tăng tăng Bình à, bến xe miền Tây hoặc ngay ở dòng xe An Lạc đó cô chú anh chị thì mình di chuyển xuống này mất tầm khoảng là 30 đến 35 phút nha quý anh chị thì cái nào đất này rất thích hợp cho gia đình mình mua về mình cắt biệt thự à, nghỉ ngơi ở khu vực này hoặc là mình có thể xây nhà trọ cho thuê cũng rất là hợp lý luôn tại diện đích đất, đất của mình à, với diện tích là ngang 10m Mà chạy dài tới 17 m luôn nha quý anh chị nó lên à, 100 à, mấy chục mét vuông luôn rất là lớn nha quý anh chị thì xem à, cô chú anh chị mình muốn đi à, coi nền đất này thì cứ liên hệ ngay cho chị Nguyễn qua số điện thoại chị Nguyễn có thể trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo với chị Nguyễn thì chị Nguyễn sẽ gọi sổ à, khách gửi vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái nền đất này thuận tiện với mình thuận tiện hoặc là mình à, À, đi lại về các quận huyện trung tâm á thì cứ alo cho chị Nguyễn, chị Nguyễn sẽ ra đón cô chú anh chị mình xuống mình à, khảo sát cái vị trí của mình có đẹp hay không nha quý anh chị. thì ở đây à, từ cái nền đất mình cách cái đường nhựa đó thời tầm khoảng là trăm à, mét thôi là ra tới đường nhựa rồi nha quý anh chị. hiện tại là đường à, đất trước đường à, trước mặt đất của mình à, là chỉ là đường đá xanh thôi đó. nhưng mà chị Nguyễn sẽ dám bảo đảm với cô chú anh chị mình luôn. À, khoảng là qua tết là nhà nước sẽ chảy chảy đan cho gia đình mình nha. đó thì cái nền đất này rất là dài nha để chị nguyễn đi xuống đây cho cô chú anh chị mình à, nhìn thấy nó xa nha đây từ cái cột này này quý anh chị nó qua bên kia là 10 mét nha đó, mình chạy dài xuống đây luôn chạy dài xuống đây là khoảng 17 m đó, gần 18 m lặng nha quý anh chị đó chạy dài xuống đây rất là xa luôn nha đó đây xuống đây là quý anh chị Mà tới cái mấy tường nhà này luôn Mà tới mấy tường nhà này luôn đó, đi ngang qua đây đi ngang qua đây là ngang qua đây này quý anh chị đó, ngang thì nó mười ngang thì mười rất là dài rồi xuân mình thì được cái sổ của mình được thêm một phần đất dưới này nữa nha quý anh chị đó được phần đất dưới này nhỏ nè cái cạnh này là hai m một nha nó chạy dài thẳng xuống luôn rất là tuyệt vời với nền đất rất là lớn luôn về cô chú anh chị mình có thể uh, mua đầu tư bao xin lời hoặc là mình có thể xây trọ nè mình xây trọ hoặc là mình xây biệt thự mini nghỉ dưỡng đó cô chú anh chị đó, với cái nền đất này thì được bên uh, chị nguyễn bán với mức giá đúng 1 tỷ 550 triệu để gửi đến quý anh chị thôi à, mình thôi nha đúng 1 tỷ 550 triệu thôi nha quý anh chị là cô quý anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái nền đất rất là đẹp luôn vị trí đắc địa luôn nằm à, sát chợ Trung Thanh di chuyển à, về chợ mình tránh mất tầm khoảng là 5 đến 10 phút mình đi xe máy thôi nha quý anh chị Đó, à, đây chạy dài qua đây là 10 mét nha quý anh chị rất là đẹp luôn rất tuyệt vời luôn nha quý anh chị thì à, quý anh chị mình đã xem đến đây rồi đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha để chị Nguyễn có động lực ra những video uh, những nền đất đẹp để cho cô chú anh chị mình tham khảo thì uh, bên kênh nhà mình tránh uh, mới nhất của chị Nguyễn là chuyên cung cấp những nền đất uh, thổ nè đất phương đất lớn để cô chú anh chị mình cắt nhà xưởng hoặc là cô chú anh chị mình đầu tư uh, thì bên chị Nguyễn sẽ có đầy đủ để đáp ứng uh, để gọi đến với anh chị mình luôn nha thì giá cả thì cũng phải tùy theo khu vực và tùy theo diện tích uh, diện tích đất của mình nó nó là mặt tiền thì nó sẽ giá trị đất nó sẽ tăng lên nằm uh, cái đường thì nó hơi xấu thì giá trị đất của mình thì nó hơi rẻ lại tí nha quý anh chị thì nếu mà quý anh chị mình muốn uh, tìm đất đầu tư thì cứ gọi ngay cho chị Nguyễn nha Ở bên kênh chị Nguyễn chuyên cung cấp về uh, những nền đất đẹp cho cô chú anh chị mình tham khảo thì xem đến đây rồi cô chú anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha thì giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những uh, video tiếp theo nha